Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay mình xin giới thiệu mình trời mưa gió mà ở nhà làm món giả cầy nhá. Giả cầy là chân giò lợn xong nấu giả cầy này. Đấy các bạn nhìn thấy nó đang sủi sôi nhìn cực ngon luôn nhá. Đun mục luôn, mục thịt luôn. Cầm tay vào. Hôm nay làm món nướng giả cầy nhá. Đây là chân giò. Đấy, chân giò bây giờ cho vào đốt. Rồi đốt cháy này các bạn này, đập lên đấy, đập cho than nó bung ra đấy. Ngon lắm. Đốt cho nó cháy. Hôm nay cuối tuần trời mưa nhá. Hôm nay cuối tuần ở trời mưa nên ở nhà ra chợ mua mấy cái chân giò, rủ chân giò lợn về làm món giả cầy các bạn ạ. Giả cầy chân giò nhá, siêu ngon luôn. Đây mình đang nướng than này. Nướng than củi, than hồng. Tuyệt vời luôn. Đây. Đấy. Chỗ này là đã nướng được rồi nhá các bạn nhá. Tí nữa ra rửa sạch đi xong rồi nấu. Đây, đấy, đang đốt. Nóng quá các bạn ạ. Nóng quá. Nóng quá. Rất là nóng luôn. Nhưng không sao. Đấy, chúng ta nướng cháy này nhưng mà không phải cháy đâu nhé các bạn nhé. Sau là đập bỏ cái than này đi. Rồi đập hết bỏ cái than này đi. Sau cọ sạch. Cọ sạch bắt đầu nấu giả cầy. Mới ngon, tuyệt là ngon. Đấy đây nhá. Đây, đã nướng được. Đấy luôn. Bên này nấu giả cầy, còn bên này mình làm nồi cháo. Đấy, nồi cháo chân giò cũng rất là ngon. Rồi, được rồi. Được rồi, chúng mang ra rửa thôi. Bây giờ đến công đoạn rửa chân giò các bạn nhá. Đấy, rửa cạo sạch bỏ cái ấy đi. Cái cháy đi. Đấy. Chúng ta có thể lấy cái rẻ rửa bát, chúng ta đánh cũng được, lấy dao cạo cũng được, tùy. Đây, cạo sơ sơ, đốt sơ sơ. Thơm lắm rồi. Thank you.
ngon chưa các bạn ơi? Đây là tiết chặt chân giò nhá. Tiết mục khó nhất đây, bởi vì chân giò to mà xương nó cứng các bạn. Đấy. Đấy, sau khi là băm chặt xong này, ngon như này các bạn ơi. Đấy, bây giờ tiến hành cho mẻ với mắm tôm nhá. Mẻ mắm tôm đã trộn lẫn rồi. Đấy. Một chai mẻ mắm tôm. Đấy, nghĩa là riềng nhá. Đấy, riềng với một ít nghệ. Úi xời, ngon chưa? Đấy. Riềng chúng ta giã nhỏ nhá. Đấy, cho thêm ít mì chính nhé. Mì chính gia vị. Đấy, muối bột canh. Ta bóp để cho nó ngấm nhá, bóp đều cho nó ngấm. Đây là cách làm món giả cầy dân dã rất là đơn giản các bạn nhé, không cầu kỳ. Đấy, bắt đầu cho lên bếp đun nhá. Đấy, chúng ta bắt đầu tiến hành đun. Đun khoảng mấy tiếng nhỉ? Đun lâu lắm. Đun 2 tiếng, 3 tiếng. Chắc phải 3-4 tiếng các bạn nhé. Ninh 3-4 tiếng để cho nó mềm, nó nhừ thì nó mới ngon. Cô phải đun bao nhiêu? Nồi giả cầy đang sủi sùng sục nhé các bạn nhé. Đấy. Nào. 1, 2, 3. Chùi. Ngon chưa? Đấy, cứ ninh như này. Ninh này đến lúc nào nó gần cạn hết nước thì thôi các bạn ạ. Này nó mới nhừ. Đun từ sáng giờ rồi đấy. Ui, nhìn ngon quá luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Đun đã được 3-4 tiếng rồi các bạn. Bây giờ mình vào mình kiểm tra nhé.
kiểm tra xem nào nó ngon như nào rồi. Để nó mở vung này. 1, 2, 3. Úi xùi ui. Ngon chưa? Trời ơi, ngon ơi là ngon các bạn ạ. Nhìn này. Đấy. Thấy chưa? Nó giả cầy quá tuyệt vời luôn. Đun hoàn toàn bằng than củi nhé, bằng củi nhé các bạn nhé. Nấu nồi gang và đun bằng củi này nó mới ngon. Thấy chưa? Quá ngon luôn. Trời mưa trời gió làm nồi này giả cầy này ăn thì còn gì bằng nữa. Tốn cơm lắm. Sau thời gian nấu từ sáng đến giờ các bạn nhá, bây giờ lửa đã tàn rồi. Đấy. Úi giời, ngon quá các bạn ạ. Đấy. Mình mở ra cho các bạn xem nhá. Xong đèn này. Úi giời. Đẹp chưa? Vàng óng luôn, giả cầy vàng óng luôn nhá. Đấy. Quá ngon các bạn ạ. Thế bây giờ mình sẽ lấy ra mình ăn thử nhá. Đấy, nó khô, bây giờ nó sệt sệt rồi. Mình không để khô quá mất ngon các bạn ạ. Để sệt sệt này ăn là tuyệt vời đấy. Mềm lắm rồi. Thấy sáng không? Rồi, quay đi. Đấy, bây giờ múc thử nhá các bạn nhá. Úi dồi ôi, ngon, úi ôi, mềm quá. Đây. Đấy, úi dồi. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Wow. Rồi. Bạn nhá, nhìn mưa gió nhá, nhìn này. Mưa gió bát cơm này. Bát cơm giả cầy ngon không? Đấy. Quá nuột luôn. Bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn thử nhá. Đang bốc khói nghi ngút đây. Mời cả nhà ăn cơm với mình nhá.